Chào tất cả mọi người đã đến với buổi shop demo ngày hôm nay ạ. Rất là trân trọng mọi người đã tham gia, thay vì là thứ sáu cuối tuần thì mọi người sẽ dành thời gian để đi chơi đúng không? Đằng này mọi người đã tham gia vào đây để có thể học tập thêm. Và mọi người hãy cho tràng pháo tay 888 vào khung chat để tự cổ vũ bản thân như là một tràng pháo tay tự tưởng thưởng cho mình đã chăm chỉ trong cái buổi tối cuối tuần này đi ạ. Xin mời mọi người tương tác qua khung chat nha. Dạ rồi, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Thi Thi, là thành viên của team Gumburu. Rất vinh dự vì được phụ trách vai trò MC của buổi demo ngày hôm nay ạ. Tất cả mọi người đã ăn tối chưa ạ? Nếu đã ăn tối rồi thì gõ vào số 1 bên khung chat nha. Còn ai chưa ăn tối thì gõ số 2 nè. Wow, mọi người đều đã ăn tối hết rồi, có nghĩa là chuẩn bị rất là sẵn sàng cho cái buổi demo ngày hôm nay mình tập trung. À, bạn Trần Huy gõ số 3 là sao ta? Có nghĩa là ăn một nửa hả bạn hả? À, ăn lót dạ thôi, tí học xong buổi này thì mình đã dốc hết năng lượng để học tập thì mình sẽ tiếp tục bổ sung năng lượng vào thêm ha. Bây giờ cơ thể của mình thì đã đầy đủ gọi là nạp vào đầy đủ dinh dưỡng rồi thì bây giờ mình sẽ nạp thêm kiến thức vào cho bộ não của mình, kiến thức của mình ha. Thì xin giới thiệu buổi demo hôm nay là về Carpenter, một giải pháp scaling và là một công cụ tự động tính toán mã nguồn mở mới cho các cụm. Shop demo này chủ yếu là demo và gợi mở những thảo luận đi sâu vào các vấn đề cụ thể. Và buổi shop demo hôm nay sẽ đi qua các phần sau. Thứ nhất là về overview, sau đó là sẽ là phần Carpenter hoạt động như thế nào, và tiếp theo là sẽ là phần demo, và sau đó là những vướng mắc và giới hạn của nó, và cuối cùng sẽ là phần Q&A. Dù bạn là sinh viên mới ra trường hay là bạn là nhân viên lâu năm, công ty bạn đang chuyển sang sử dụng Carpenter thì buổi demo này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều thông qua phần demo và Q&A đến từ speaker của chúng ta, bạn Ti Du Nguyễn, DevOps Engineer tại Gumburu. Mọi người cho tràng pháo tay 888 khung chat cho speaker của chúng ta ngày hôm nay nha. Và đặc biệt là demo tối nay và event về Kubernetes sáng ngày mai sẽ hỗ trợ cho nhau đó. Cho nên là tối nay mọi người xem xong demo thì sáng mai nhớ ghé lại Technical Event số 6 của Gumburu nha, để mình tham dự tiếp tục ha. Và không để mọi người đợi lâu nữa, mình xin mời lên đây speaker ngày hôm nay, bạn Ti Du Nguyễn. Xin chào mọi người. Chào mọi người, mình phải giới thiệu mình tên là Tiến Đức. Mình có nickname là Ti Du Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái tool tên là Carpenter. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Rồi, mình sẽ share screen. Rồi thì đầu tiên á, là tại vì cái tool này á, thì nó hơi đi sâu vào bên community một chút xíu, cho nên là mình sẽ nói lại các bạn về cái background của cái vấn đề mà cái tool này giải quyết. Thì mọi người thấy cái slide của mình đúng không ạ? Mình đang Tôi đã share thấy screen màn slide hình của của em rồi đấy. rồi rồi ok rồi thì đầu tiên á là mình sẽ đi về là cái vấn đề gì, cái vấn đề mấu chốt của những cái tool này là gì. Thì đầu tiên á là khi mà mình work thì mình có những cái task mà mình cần được máy tính giải quyết, thì đây là cái chuyện muôn thuở rồi. Mình có rất là nhiều task, từ task 1 tới task n, và mình muốn đưa vào cho cái máy tính này giải quyết. Thì cái khi mà cái task của mình nhiều lên á thì cái máy tính này nó cũng phải tăng lên về cái khả năng xử lý của nó. Thì chính vì vậy á, mà hiện tại bây giờ người ta đang chuyển sang là scaling horizontally, tức là thay vì càng ngày càng nâng cấp máy lên những cái máy cấu hình mạnh hơn thì người ta chuyển sang dạng là xài nhiều máy hơn để mà xử lý những cái task này, mà chỉ cần add thêm máy mới vào chứ không phải là thay máy cũ. Thì đó là vấn đề về compute cluster. Rồi một cái mặt nữa đó là những cái task này khi mà mình cài lên một cái máy để mình giải quyết một cái task thì mình phải setup rất là nhiều, cho nên là người ta mới đẻ ra một chuyện đó là containerization, là giúp cho việc chạy những cái container nó diễn ra tốt hơn. Thì mình đỡ phải công phải những cài những setup những cái thứ mà linh tinh trong cái máy, và chỉ cần container sẽ là chạy ở bất cứ cái máy nào mà mình có cái runtime cho cái container đó. Thì đây là cái vấn đề lúc đầu về mặt basic, về background của cái tool này. Thì hiện tại á,
thì cái việc mà mình bỏ những cái container này lên cái cluster nó được giải quyết bằng khá là nhiều tool, nhưng mà một cái tool mà nổi bật nhất nó là Kubernetes. Thì Kubernetes này nó giống như là một người nhạc trưởng vậy đó, nó assign những cái container này lên những cái cluster sao cho nó được assign một cách hợp lý nhất. Rồi nhưng mà cái compute cluster này thì nó được manage bởi ai? Cái compute cluster này thì hiện tại là những công ty vào những năm trước đây á, thì họ còn sử dụng cái cluster on-premise, tức là họ host cái cluster này trên cái server của công ty mình, nhưng mà càng ngày task nó càng nhiều lên và họ không thể nào host nữa thì họ mới chuyển qua dùng những cái cloud services. Thì những cái cloud provider này họ cung cấp những cái compute cluster này và cái khả năng scale của họ rất là lớn, và mình ít khi nào mà phải lo về việc là họ không đủ khả năng cung cấp cái cluster cho mình để mà mình có thể làm được hết những cái task của mình. Thì hiện tại á, là mình đang có một bên á, là Kubernetes và những cái container, còn bên còn lại á, là những cái cluster và những cái cloud provider. Thì bởi vì vậy á, nó có sẽ dẫn tới một cái vấn đề, đó là làm sao mà liên hệ giữa hai bên này. Rồi thì giữa hai bên này thì nó có những cái tool để giải quyết chuyện này, tức là chuyện mà assign những cái container này lên những cái cluster của cloud provider. Thì cái problem ví dụ ở đây, từng cái máy ở trong cái cluster thì họ gọi là một cái node, và những container này sẽ được assign lên cái node đó thông qua Kubernetes. Thì đây là trường hợp rất là basic, đó là một cái node này nó còn capacity thì cái container này có thể được assign lên cái node đó vào cái capacity trống đó. Nhưng mà việc gì sẽ diễn ra nếu như mà cái node của mình được assign quá nhiều cái task lên rồi, và khi cái node này nó muốn được assign vào nữa thì nó không thể. Thì chính vì đó là nó phải kiếm một cách nào đó để mà nó có thể được assign lên để mà giải quyết cái task mà nó được assign vào. Thì bởi vậy á, cho nên là mình có những cái solution để mà giải quyết chuyện này. Cái chuyện thứ nhất á, là mình add node manually, tức là khi mà mình thiếu capacity, thiếu node thì mình bắt đầu mình lên cái cloud provider, ví dụ chẳng hạn như mình nói là về AWS đi, thì mình lên cái AWS console, cái mình tạo một cái VM mới, xong rồi mình làm cho cái VM đó join vô cái Kubernetes cluster của mình. Thì chưa gì mình nói hai bước cơ bản vậy là nó đã cảm thấy là khá nhiều thứ để phải làm rồi, mà thực tế ra thì làm những chuyện này nó còn vô cùng phức tạp, tại vì trên AWS thì nó có phải config những cái quyền cho những cái VM, rồi những cái policy chung cho bên Amazon nữa, cho nên là cái chuyện mà manually add node này là nó không có thực tế, và hiếm có doanh nghiệp nào mà chọn việc mà làm manually add node này. Và một cái solution nữa mà hiện tại đang được sử dụng khá là rộng rãi, đó là cluster autoscaler. Thì cái chuyện này nó có chữ auto trong đây, tức là nó giúp cho mình có thể tạo thêm một cái node mới để mà giải quyết những cái container của mình. Thì cái cluster autoscaler này nó sử dụng qua một cái template gọi gọi là node group, tức là mình sẽ vào cái cloud provider của mình chẳng hạn như là AWS hoặc là Azure, mình tạo ra những cái node group của mình, xong rồi sau đó mình sẽ vô cái Kubernetes, mình sẽ cho từng cái task của mình nói là cái task này sẽ sử dụng node group nào, và khi mà cái task của mình không còn node nào để mà được assign vào nữa thì cái tool này nó sẽ tự động add thêm một cái node mới dựa trên cái template từ cái node group này. Thì cái đó là cluster autoscaler. Nhưng mà cái cluster autoscaler này nó gặp phải khá là nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là bởi vì nó là sử dụng cái node group này, cho nên là tất cả những cái container mà nó tạo ra nó không được optimize cho những cái container mới. Những cái node nó tạo ra không được optimize cho những cái container mới. Cho nên là chẳng hạn như mình chỉ cần một cái, ví dụ mình quay lại cái hình trước đi, có những cái container lớn và có những cái container nhỏ. Ví dụ như mình chỉ cần một cái container nhỏ này bỏ ra vào thêm thôi, nhưng mà mình phải tạo thêm một cái node mới bự giống như vậy luôn, thì nó rất là lãng phí cái capacity của mình ở trên cloud. Và cloud thì nếu bạn nào đã sử dụng thì biết là nó sẽ chặt tiền dựa trên cái capacity mà mình sử dụng, ví dụ như là disk rồi CPU, RAM hay là GPU gì đó. Thì khi mà mình dựa trên cái template đó thì mình cứ tạo ra những cái node giống nhau như vậy thì nó rất rất là tốn tiền và nó bị dư tài nguyên mà mình không sử dụng. Thì bởi vậy người ta đã cố gắng giải quyết
nó bằng cách tạo ra cái tool mới. Rồi, cái tool mà mới nhất hiện giờ mà mình muốn giới thiệu mấy bạn nó tên là Carpenter. Thì Carpenter này nó sẽ không sử dụng cái node group đó nữa, mà nó sẽ thêm node một cách tự động bằng một cái phương pháp khác, đó là nó có những cái provisioners, tức là nó sẽ sử dụng cái đó để nó nói chuyện giữa cái Kubernetes và cái cloud provider để mà nó tạo thêm những cái node mới, mà nó không thông qua cái template nào hết. Tức là mỗi lần mà mình cần một node mới thì nó sẽ dựa trên cái request lúc đó, nó xem coi là mình cần bao nhiêu capacity và nó sẽ lựa chọn cái loại VM nào mà tốt nhất cho mình, thay vì chỉ dựa trên cái node group là cái VM nào cũng giống VM nào. Thì bởi vậy khi mà mình cần, ví dụ như mình chỉ cần một CPU và 1 GB RAM, thì nó sẽ sử dụng cái loại EC2 VM nào mà nó hợp lý nhất ở trên Amazon. Thì đó là ví dụ mình cho mấy bạn. Thì đây là một cái diagram mà mình illustrate cái việc mà Carpenter nó work. Thì đầu tiên là mình có một cái node này là đang đang hết capacity rồi, và mình muốn assign một cái container mới vào cái cluster. Thì cái container này nó sẽ đưa ra yêu cầu của nó là nó cần cái node của nó muốn được assign một cái node có cái architecture là ARM và có ít nhất là 2 vCPU, một NVIDIA GPU, và nó muốn là nó phải ở region là Southeast Asia. Thì Carpenter này nó sẽ nhìn vào cái requirement này và nó nói là ok, cái requirement của cái container này nó match với cái config của một trong những cái thằng provisioner mà nó có. Thì dựa trên cái config của thằng provisioner đó, nó sẽ calculate và nó thấy ra ok, vậy thì cái thằng này nó sẽ cần một cái loại EC2 instance ở trên Amazon, ví dụ chẳng hạn như là dạng G4DN large chẳng hạn, thì nó có 1 GPU và nó có 2 vCPU. Nó sẽ nói là nó với Amazon là mày có thể cho tao một cái EC2 instance mà giải quyết được những chuyện này hay không. Thì thằng Amazon thì nó rất là rộng rãi, nó có rất là nhiều VM và nó quăng cho một cái. Rồi, thì cái node mới này thì cái thằng cái container này nó sẽ được assign vào đó và mọi chuyện được giải quyết. Rồi, thì đây là cái chung về các cách mà Carpenter work. Còn khi mà bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết, Carpenter nó sẽ dựa trên hai thứ. Thứ nhất đó là provisioner. Thứ hai là cái request từ những cái pod mới. Thì nếu mà bạn nào chưa biết á, thì trong trong Kubernetes á, nó sẽ có một cái bọc ở ngoài những cái container nữa, nó gọi là pod. Thì thường cái này nó giúp cho những cái container mà nào mà nó liên quan tới nhau, nó bổ trợ cho nhau, thì nó sẽ được gộp chung thành một cái pod thôi. Thì mấy bạn ở đây mấy bạn cứ cứ xem như pod là giống như container cũng được. Rồi, thì mình sẽ giới thiệu qua là cái provisioner của cái Carpenter thì nó có những gì. Thì không biết chữ trong đây có nhỏ quá không? Để mình lên. Rồi, thì ở đây á là cái spec của cái provisioner nó sẽ có những cái thứ như sau. Thì đầu tiên cái phần chính ở đây á là các bạn thấy là cái requirement ở đây. Cái requirement ở đây là khi mà mình specify vô cái provisioner như thế này á, thì nó sẽ giúp cho mình là khi mà mình có một cái node mới á, thì mình sẽ biết được là cái node đó sẽ được có instance type là gì. Chẳng hạn như ở đây mình ghi là phần requirement á, là node là trong instance type là M5 large hoặc là M5 2x large. Thì khi mà mình có một pod mới mà match với cái provisioner này, thì Carpenter sẽ tạo cho mình cái instance trên AWS là thuộc một trong hai dạng này. Cái tiếp theo này nó cũng những cái tương tự thôi, ví dụ chẳng hạn như là zone hoặc là architecture, tức là CPU architecture. Rồi cái phần nữa là capacity type là spot. Thì ở đây có hai dạng là spot hoặc on demand. Thì với bạn chỉ cần hiểu đơn giản đó là on demand tức là mình request thì nó sẽ đưa cho mình, còn spot tức là mình request nhưng mà nó còn dư cái nào không, nó còn cái nào mà đang chạy giữa chừng mà không có làm gì không, nó sẽ đưa cho mình. Tức là spot nó sẽ rẻ hơn mà giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, và cái spot này thì nó sẽ không phù hợp lắm cho việc chạy những cái việc mà quan trọng, bởi vì đôi khi là mình start lên nhưng mà nó kiếm trong spot thì nó thấy không có cái instance nào dư ở trên AWS hết, thì nó sẽ không start node mới cho mình được. Rồi, thì tiếp theo là phần về limit. Limit sẽ có limit về CPU hoặc là memory. Thì cái limit này nó sẽ giúp, cái chỗ này hơi sai, chỗ này nó là vậy thôi, số là tức là 100 CPU
và 1.000 GB memory, thì tức tức là cái provisioner này nó sẽ manage tất cả những cái node mà nó tạo ra, và nó đảm bảo là tất cả những cái node đó nó sẽ không có dưới, không có quá 100 CPU và không có quá 1.000 GB về memory. Và tiếp theo là cái phần về provider, thì phần provider này thì nó mình không cần quan tâm đến phần này lắm, tại vì phần này nó sẽ tùy thuộc vào từng cái cloud service. Thì chẳng hạn như ở đây là một số cái mà AWS support thôi, còn nếu mà mấy bạn sử dụng cloud khác thì sẽ có những cái config riêng cho những cloud khác, thì cái này nó rất là phụ thuộc vào cái cloud mà mấy bạn sử dụng. Rồi thì ở đây sẽ có những cái phần khác nữa, nhưng mà nó sẽ hơi 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 đi sâu vào quá, cho nên là mình sẽ bỏ qua những phần này. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới tiếp là phần về port request. Ví dụ ở đây là một cái provisioner, nó có những cái requirement này, thì những cái port làm sao mà nó match được với những cái provisioner này, thì cái port thì nó sẽ nằm ở trong cái phần spec của cái port, thì nó sẽ nằm trong cái phần node selector. Chẳng hạn như là cái port này nó nói là nó muốn cái node Kubernetes instance type là như vậy, để mình mở ra để bạn thấy hai bên. Thì ví dụ đây cái này cái key này thì nó sẽ match bên đây. Chẳng hạn như bên đây mình nói là instance type là Enfilage, thì bên đây nó sẽ match y chang, thì hai thằng này, thằng port này và thằng provisioner này nó sẽ match được với nhau. Rồi cái architecture thì cũng tương tự như vậy, tương tự cho OS và region, zone và distance. Thì chỉ cần một trong những cái selector này mà nó không match giữa hai bên thì cái counter nó sẽ loại ra, nó sẽ không thể tạo node mới cho cái port này. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi vô cái phần demo của mình. Thì demo của mình á, mình sẽ chia ra bốn cái phần mà scenario. Thì đầu tiên á là mình sẽ nói về cách setup counter lên. Tiếp theo á là nói về phần nó create node mới thế nào. Tiếp theo là mình sẽ nói tiếp về create node mới rồi, nhưng mà mình muốn chuyển qua, mình muốn migrate những cái port đó qua cái node khác nữa thì như thế nào, mà cuối cùng là cái capital này nó tắt những cái node như thế nào, nó terminate những cái node như thế nào. Rồi thì phần node creation á, thì đầu tiên á mình sẽ show cho mấy bạn là trước khi có provisioner thì mọi chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi ở đây mình sử dụng một cái tool UI cho mấy bạn dễ thấy. Thì từ rồi ở đây mình đang có một cái cluster, hiện tại là nó chỉ có một số cái tool, một cái app rất là đơn giản, chẳng hạn như đầu tiên đó là app về Carpenter, thứ hai là app về Kubernetes dashboard. Thì cái dashboard này là để mình show cho các bạn thấy là cái UI này đây. Rồi thì bây giờ install Carpenter này nó sẽ như thế nào, thì vì cái bước mà install này á, thì nó mất khá là nhiều thời gian, cho nên mình có quay cái video lại và mình sẽ show sơ qua từng cái bước trong đây. Đầu tiên á, thì tất nhiên là mấy bạn phải tạo một cái Kubernetes cluster trên đây trước, trên trên Amazon. Thì hiện tại mình đang sử dụng cloud là Amazon, cho nên mình sử dụng cái tool đó là EKSCTL để mà tạo một cái cluster mới. Thì chỗ này là mình từng bước là đầu tiên á, là sẽ cần bốn cái tool như thế này. Thì đầu tiên là mình check trước là hiện tại là máy mình đã có bốn cái tool này rồi, thì ok mình không cần phải cài nữa. Còn nếu mà bạn nào muốn cài á, thì mấy bạn sẽ dựa vào cái cách cài riêng cho từng cái máy của mình. Thì chẳng hạn như mình dùng Arch Linux thì mình có những cái command như thế này để cài, thì bạn có thể tham khảo. Thì ví dụ xài Ubuntu sẽ cài kiểu khác, thì chỗ này mình đơn giản mình không nói tiếp ha. Rồi tiếp theo á là tới cái phần là setup cái EKS cluster. Thì chỗ này là mình apply một cái manifest để mình dùng EKSCTL để mình setup nó lên. Thì phần này nó mất tầm 10 20 phút gì đó để mà nó start lên một cái EKS cluster cho mình. Yeah, nó sẽ như thế này. Này khá là lâu hả?
Rồi sau khi mình đã có cái cluster rồi thì cái chỗ lỗi này là chẳng qua là mình chưa chưa config cái kubectl thôi. Thì cái kubectl, nếu bạn nào chưa biết đó, thì nó là một cái command line tool để mà nó manage cái Kubernetes cluster. Thì chỗ này mình sẽ update cái kubectl config chỗ này. Rồi sau khi mình update lên thì cái config thì mình có thể access được cái Kubernetes cluster. Mình list thử một số pod ra thì nó ra output này, tức là ok, mình đã connect được với cái EKS cluster ở trên Amazon rồi. Tiếp theo á là mình sẽ config cho cái Kubernetes. Thì Kubernetes này mình sẽ cần phải config hai thứ. Thứ nhất á là config cho cái Kubernetes này cái IAM role, tức là IAM tức là cái framework để mà manage cái authentication và authorization ở trên Amazon, tức nói ngắn gọn là nó phân quyền những cái resource trên Amazon. Thì bởi vì cái Carpenter này nó sẽ tạo nên những node mới, tức là nó phải có access vào AWS, cho nên là mình phải cung cấp cho nó cái quyền lúc đầu để mà nó có thể làm được những chuyện nó muốn lúc sau. Thì chỗ này thì nếu mà bạn nào không không rành về AWS thì sẽ thấy hơi tùm lum ha, nhưng mà mình chỉ nói ngắn gọn là vậy thôi, tức là chuyện này đang config cái quyền cho Carpenter. Đầu tiên là quyền cho Carpenter node, thứ hai là quyền cho Carpenter controller. Carpenter controller tức là cái app thực sự chạy ở trong cái Kubernetes cluster của mình lúc ban nãy mình đã show với bạn thấy. Rồi thì chỗ này nó cũng sẽ tạo nên một cái stack ở trên AWS nữa, thì cũng sẽ mất thời gian một chút. Rồi, sau khi nó tạo xong rồi thì mình sẽ tiếp tục bắt đầu mình config một cái thứ nữa là EC2 Spot Link Service Role. Thì Service Link Role thì tức là cái này config cho mình cái Carpenter quyền để mà nó tạo nên cái VM mới mà thuộc dạng là Spot Spot Instance, tức là giống như bạn nãy mình đã nói là những cái con VM mà nó rẻ hơn, chẳng hạn như là những con nào còn dư thì nó cung cấp cho mình. Rồi thì phần này là xong. Sau khi cài xong á thì mình sẽ bắt đầu qua mình cài Carpenter. Thì cài Carpenter thì cũng giống như mấy bạn cài những cái tool bình thường ở trên Kubernetes, thì ở đây mình ngắn gọn nhất thì mình dùng Helm, mà mình biết có nhiều bạn thì cũng không thích sử dụng Helm, cho nên là cũng có nhiều cách để cài cái này ha. Đây mình là một trong những cách thôi, là cài Helm và mình setup một số cái environment variable cho nó, và sau đó mình thế vô cái Helm command này. Rồi sau khi cài xong cái Carpenter rồi thì tiếp theo mình cài một cái tool tên là Kubernetes Dashboard, tức là cái mà mình show cho mấy bạn thấy á. Rồi ha. Rồi phần này thì chỉ vậy thôi. Sau khi cài xong Kubernetes Dashboard thì mình đã có một cái cluster có Carpenter chạy, mình có thể bắt đầu mà sử dụng nó để mà provision những cái node mới. Rồi thì bây giờ mình đã xong về phần setup, mình sẽ nói về việc tạo node nếu mà bạn không có provisioner thì sẽ như thế nào. Thì ở đây mấy bạn thấy trong cái UI ha, thì trước tiên á, là mình có một cái node ở đây, tức là cái node này là cái node duy nhất có trong cái cluster của mình, thì nó cũng sẽ chạy những cái control plane ở đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái sample đầu tiên của mình, là mình sẽ có hai cái deployment, một cái là sample 1, cái là sample 2. Thì bây giờ mình sẽ apply hai cái này vô. Thì sample 1 với sample 2 nó sẽ chỉ có không replica, tức là mình chưa có tạo pod cho nó. Rồi, mình apply hai cái này vô. Thì trong namespace default thì mình sẽ thấy là sẽ có hai cái deployment là sample 1, sample 2, và trong pod là chưa có pod nào hết. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình scale nó lên. Tức là sao? Deployment tức là mình giải thích cho một số bạn nào mà chưa biết ha, thì deployment trong community tức là nó gói gọn lại, tức là nó assume là những cái task ở trong community là sẽ có thể khả năng replica lên nhiều nhiều cái task khác nhau, để mà khi mà một task bị fail, khi mà một cái replica bị fail thì sẽ có những cái khác nhảy vô để mà cover lại cái phần việc cho nó. Cho nên là nó sẽ phân thành deployment
Và trong deployment, cái replica của deployment chính là cái work thực sự. Thì ví dụ đây deployment mình chưa có replica nào hết thì nó sẽ không có work thực sự nào đây. Bắt đầu mình scale lên là sample 1, sample 2 của mình nha. Mình scale lên là mỗi cái là 3 replica. 3 replica thì các bạn thấy là ngay lập tức là nó lên đây, sample 1, sample 2. Rồi, nhưng mà status của nó là pending. Status đây là pending. Và cái node của nó trắng bóc luôn, không có node nào hết. Bắt đầu mình sẽ bấm vô cái này mình xem thử là lý do là gì. 0/1 node available. Rồi, nó nói là node này không match với lại cái port node affinity node selector, tức là chỗ này nó không có thấy cái node nào mà assign cái port này vô được hết. Đây, tất cả mọi thứ đều vậy. Rồi, thì cái chuyện này rất là quan trọng ha. Ví dụ như mình trên production mà mình đang chạy thực sự, mình serve cho khách hàng mà mình muốn scale lên một phát. Chẳng hạn như tối đó là tối sale gì đó, mình sale mình scale lên một phát, nhưng mà những cái này nó không assign vào node nào hết được thì nó sẽ dẫn tới việc là cái work của mình không có giải quyết được trong cái vấn đề đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ apply thử hai cái provisioner vào và xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Thì mình sẽ nói sơ qua hai cái provisioner của mình. Thì provisioner đầu tiên á là provisioner mình đặt là provisioner 1, thì nó sẽ sử dụng là các bạn cần để phân biệt hai cái của mình ha. Mình cái đầu tiên đó là mình sẽ sử dụng CPU là AMD AMD64, tức là cái dạng giống như CPU máy tính của mình sử dụng bình thường nè. Thì cái node instant type của mình sẽ là T3 small và T3 medium. Rồi, còn cái provisioner thứ hai á là mình sẽ sử dụng khác một chút, là mình sử dụng là ARM, tức là cái loại mà CPU mình xài cho chip điện thoại á. Rồi, cái tiếp theo là tại vì cái ARM này cho nên là cái instant type ở trên Amazon mình sẽ set khác. Mình sẽ sử dụng là A1 medium, A1 large và A1 extra large. Rồi, cái zone của mình sẽ chuyển qua một bên thay vì ở bên provision 1 là một A. Rồi, cái sample 1 này nó cũng sẽ có những cái mà nó match với cái provisional 1, tức là một A ở đây. Rồi, cái architecture cũng là AMD64. Thì khi mà mình apply hai cái provisional này vào thì mình hy vọng là cái sample 1 này nó sẽ được match với provisional 1 này và tạo nên những cái node cho nó. Rồi, bây giờ mình sẽ apply thử ha. Rồi, này. Rồi, sau khi có hai cái provisioner created rồi, mình sẽ vào mình xem thử coi cái counter này nó log ra cái gì. Đây, đây là cái controller của counter. Thì chỗ này chắc chữ hơi nhỏ nhưng mà nếu mà mình zoom lên thì sẽ khó thấy hết. Thì nó khá là nhiều ha, nhưng mà nói chung á là cái này nó sẽ thấy là có 3 port, nó sẽ assign your batch 3 port to provisioner 2, xong rồi nó sẽ có tiếp là bao 3 port. Rồi chỗ này là nó đã bỏ 3 port vô một cái node mới mà nó provision được rồi. Thì mình qua đây là mình thấy ba cái này bắt đầu mình nó có cái node, thay vì lúc nãy là trắng bóc thì bây giờ nó đã có node rồi. Node tức là một cái VM ở trên cluster ha. Rồi, nếu mình qua đây mình xem cái node thì mình thấy ok, đã có 3 node mới và 3 node này là T3 medium, 2 node T3 medium và 1 node là A1 XLR. Thì cái node đấy, A1 XLR này tức là cái để cho cái CPU ARM mà cho cái sample 2. Thì mình vô đây mình coi thử là ok, 3 cái node, 3 cái port của sample 2 đã được assign vô node này. Rồi, nếu mà mình vô cái của T3 Medium ở đây, instant type là T3 Medium, thì mình vào mình sẽ thấy là có một cái port sample 1 và mình vô cái còn lại mình sẽ thấy có hai port của sample 1. Và lý do tại sao mà cái sample 2 nữa có một cái node mới thôi mà sample 1 nó có hai node mới, lý do là vì cái này nó sử dụng cái extra large thì nó có khá là nhiều cái CPU, thì nó đủ để nó cover hết tất cả những CPU request của ba cái port của mình, thì nó chỉ mới có 56% thôi. Còn hai cái này á, còn hai cái
hai cái nốt cho cái tree medium á, thì tree medium nó nhỏ cho nên là cái này nó chiếm hết 79% rồi, cái còn lại là nó là size vào không đủ cho nên nó phải tạo một nốt mới. Rồi cái bây giờ là mình đã scale từ 0 replica lên 3 replica thì mình thấy ok, nó tạo một nốt mới. Vậy thì bây giờ trường hợp mình đã lên 3 rồi mà mình muốn lên 5 thì sao? Thì ví dụ mình lên 5 lên 6 vậy luôn sao? Thì ví dụ mình lên 5 trước ha. Replica thì mình qua port, mình thấy có hai port mới của sample two. Rồi, mình qua cái node này mình sẽ xem. Bên đây log nó cũng sẽ có ra là waiting for unschedulable port, tức là sẽ có những cái port mà nó chưa tìm thấy node của nó thì nó sẽ thuộc dạng unschedulable. Thì bắt đầu Carpenter nó sẽ xem và nó tạo cái node mới cho nó. Thì hiện tại đây à, hai cái node mới mình tạo ra cho sample two là bởi vì cái capacity của nó hiện tại vẫn còn đủ cho nên là nó assign vào luôn, cho nên là nó không có tạo một cái node mới. Rồi thì bây giờ mình lên thử 6. Rồi sau bắt đầu nó lấy là discover một cái node mới. Rồi ở đây mình sẽ thấy là nó tạo ra một node mới luôn. Đây, cái node mới này nó được pending và nó sẽ được assign vào một cái node mới. Lý do là bởi vì sao mình nói là cái node mình hiện tại mình có cho cái sample tool này á, là nó là A1 extra large, cho nên cái node này khá là bự và nó có thể cover hết cả 5 cái replica của mình lúc đầu. Nhưng mà khi tới cái replica thứ 6 thì nó hết capacity của nó 92% rồi và mình đang request là 700 milli CPU. Một CPU thì bằng 1.000 mili CPU ở trên Amazon ha. Thì cái này mình đang request là 700 mili CPU, nên là cái này ở size vẫn không đủ, nó hết 3.63 rồi, tức là ví dụ 5 cái replica hồi nãy thì 5 nhân 7 là 35, thì dư dư một chút xíu thì là 3.63 rồi, nó không để hồi size vào cái replica thứ 6 vào, cho nên là nó phải tạo một cái node mới. Và tạo một cái node mới thì nó sẽ mất tùy vào cái nào mình request ha, mà nó sẽ mất tầm 30 giây tới vài phút. Có những cái mà on demand, nếu mình chọn on demand đó, thì nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ chắc chắn cho mình hơn. Nhưng mà mình khi mà mình chọn spot đó, thì nó sẽ chậm hơn và nó sẽ không chắc chắn, đôi lúc nó sẽ không tạo được luôn. Rồi thì ở đây mình đợi cái này lên ha. Rồi khi mà lên đó thì mình sẽ thấy là nó ready là full, tức là lúc này nó đang 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 khởi động cái máy lên, thì cái phần ready này mình không cần quan trọng là không đang không phải là bị lỗi ha. Mà khi mình thấy là ready false á, thì bên cái port của mình nó là đang status là container creating rồi. Thì tức là nó đã được assign vào cái này rồi, vào cái nốt này rồi. Rồi, tiếp theo là mình đã xong hai cái một đầu á, là từ 0 port lên n port và từ n port lên m port rồi ha. Rồi tiếp theo á là về phần node migration. Migration tức là sao? Có những lúc á mà mình cần thay đổi cái node, cái port và cái node mới. Rồi chẳng hạn như có những cái thứ mà là do ý muốn của mình, chẳng hạn như là mình muốn thay đổi cái requirement của cái port. Ví dụ lúc này mình đang muốn bao nhiêu đây CPU nhưng mà lúc sau mình muốn nhiều CPU hơn, hoặc là mình muốn nhiều RAM hơn, hoặc là tự nhiên hôm nay mình lại muốn là deploy sử dụng GPU, thì đó là do thay đổi về cái port requirement. Và khi mà đôi khi mình cũng muốn thay đổi về cái node requirement, chẳng hạn như là hôm nay công ty nói là muốn cái policy, thay đổi cái policy trên AWS cho công ty mình, thì bình thường mình đang sử dụng một cái loại instant tab ở trên Amazon là khác, hôm nay công ty muốn nó là muốn nên sử dụng loại khác bởi vì nó có những ưu đãi gì đó, thì mình cũng cũng cần phải làm những cái chuyện là node migration này ha, tức là migrate những cái port từ một cái node cũ qua một node mới. Ngoài ra nó cũng có những cái chuyện mà objective, tức là không phải là ý mình, chẳng hạn như là Node failure này thì cũng khá là hiếm xảy ra đối với Amazon ha. Rồi thì chuyện này không phải dối, không 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 mình sẽ không demo được tại vì cái này là nó là chuyện hy hữu. Rồi tiếp theo á là về phần là resource fragmentation, tức là đôi khi á là nó mình có rất là nhiều node nhỏ và mỗi node nhỏ thì có một một vài cái container nhỏ, thì nhiều nốt nhỏ cộng lại cái tiền cái chi phí cho nó sẽ đắt hơn là một cái VM lớn, cho nên là chỗ này là resource fragmentation và đôi khi là
mình muốn gom tất cả những cái container trong những cái VM nhỏ lại, mình bỏ vào một cái lớn hơn để mà có thể tiết kiệm được chi phí hơn cho mình. Ngoài đây mình nói một cái ví dụ là chẳng hạn như những cái tool về những cái container về training machine learning á, thì nó hay cần GPU, thì GPU này nó không thể chia nhỏ ra được như là CPU, cho nên là một cái container thì nó sẽ chiếm mất luôn một cái VM luôn. Nhưng mà cái RAM rồi cái CPU gì của nó thì khi mà train trong ML model thì nó cần rất là ít, cần nhiều RAM thôi, còn còn CPU thì không có cần nhiều, cho nên là khi là mình sẽ bị dư CPU rất là nhiều. Cho đó là khi mình muốn gom gom nhiều cái container nhỏ lại vào cái VM lớn hơn, ví dụ nó có 4, nó có 16 GPU trên nó rồi, nhưng mà nó có CPU vừa đủ cho tụi nó thì nó sẽ hợp lý hơn cho mình. Thì đó là một ví dụ mình nói về resource fragmentation mà mình muốn gom lại, mình giải quyết để mà tiết kiệm chi phí cho mình hơn. Thì đầu tiên mình sẽ demo về chuyện là pod requirement ha, mình thay đổi cái yêu cầu về cái pod đó. Thì mình cũng sẽ quay lại hai cái sample của mình. Thì hai cái sample này thì ở đây á, là mình tới cái là sample 1, 2, tức là hiện mình muốn đổi cái requirement cho cái sample 1 thành requirement của sample 2, và ngược lại sample 2 thành requirement của sample 1. Sample 1 nãy đang sử dụng AMD 64 thì giờ mình sẽ đổi cái giờ mà nó cần thành ARM 64. Rồi cái sample 2 thì nó ngược lại. Thì ở đây mình sẽ apply vào hai cái này. Rồi. Thì ở đây mình xem cái port ha, port như đây. Thì mình apply vào. Rồi, sau khi mình apply xong á thì nó sẽ bắt đầu khởi động lại hết tất cả những cái port này. Đây, tất cả thành pending pending. Đây, tất cả chuyển lại hết. Và bạn thấy là tất cả cái port của mình là toàn là tạo mới hết, created là mới vài vài giây trước thôi. Và nó cũng giảm cái số lượng port ha, bởi vì trong đây mình đã có ghi luôn là replica của hai cái là đều là ba hết, cho nên là giờ nó chỉ còn có 6 port thôi. Rồi, mình nó lên lại. Và ví dụ mình vô sample 2. Sample 2 hồi nãy á, thì nó đang sử dụng là CPU là ARM. Rồi bây giờ mình vô nó lại. Mình coi thử coi nó đang ở nốt nào ha. Đây. Nốt này thì mình xem nó là T3 Medium Architecture là AMD 64, tức là nó đã đảo lại rồi. Thì trường hợp này nếu mà nó không work thì mình có thể sử dụng QCTL Rollout Restart Deployment cho mình. Nhưng mà hiện tại là mình thấy là nó work và nó ok hết. Chỉ cần thay đổi cái requirement của cái port thì tự động cái Camelot nó sẽ deploy lại vào cái port đúng với cái requirement. Thực ra cái này không phải là Camelot làm mà là Kubernetes nó sẽ assign cái port vào cái đúng cái node mà nó cần. Thì hiện tại nó cũng tạo ra cái node mới ở đây. Tại vì cái node cũ nó không đủ cho ba cái port của sample sample one. Rồi ha, đó là vấn đề khi mà mình thay đổi cái port requirement. Thì bây giờ mình muốn thay đổi cái node requirement thì như thế nào? Chẳng hạn như một ngày mình nói giống như hồi nãy đó, công ty muốn thay đổi cái provisioner, ví dụ provisioner one của mình nha. Các bạn lưu ý là hiện giờ mình đang đổi cái 1 thành 2, 2 thành 1 nha. Cho nên là hiện giờ là sample 2 nó sẽ đi gắn liền với lại provisioner 1. Rồi. Hiện tại á, là provisioner 1 hồi nãy á, là mình sử dụng instance là T3 small với T3 medium. Rồi bây giờ mình muốn đổi nó qua là M5 large. Vì lý do gì đó mình không cần biết, nhưng mà ví dụ mình muốn như vậy đi thì bây giờ cái capital này có giải quyết được cho mình không? Thì bây giờ mình sẽ apply cái mới này vào. Và thay đổi cái provisioner cái file mới này tên là vậy ha, chữ x này mình đặt đại thôi chứ không có nghĩa gì hết. Rồi thì khi mà mình tạo ra một provisioner mới, mình thay đổi cái provisioner cũ này thành một cái provisioner mới, thì các bạn thấy là nó sẽ không thay đổi gì hết, không có port nào được tạo mới, không có node nào được tạo mới. Tức là sao? Tức là cái capacitor này nó chỉ provision những cái node mới, những cái node mới thôi. Ví dụ port mới vào không schedule được thì capacitor này nó sẽ giải quyết chuyện đó, nhưng mà port cũ thì nó sẽ không có giải quyết. Rồi bởi vậy á, cho nên là mình sẽ phải phải train cái node nó ra. Train, cái train là chữ này nè, train này có nghĩa là mình mua hết tất cả những cái port port của cái node đó ra ngoài, ra khỏi cái node đó, và mình tắt cái node đó đi. Thì khi mà mình move hết những cái port trên cái node đó thì nó sẽ
khi mà mình có nhiều cái nốt hơn thì nó sẽ hơi mất công cho mình ha. Cho nên là mình sử dụng cái cách mà rất là thường dùng ở trong community, tức là mình đặt cái label. Khi trong cái operational one này, mình cho mấy bạn coi lúc đầu á, là mình có đặt một cái label ở đây. Label tên là như thế này, gọi là key value. Thì bây giờ có một đống nốt như vậy á, thì mình chỉ cần sử dụng cái label đó, và mình muốn train tất cả những cái nốt theo cái label đó. Và cái chữ ignore daemon set này, tức là trên cái ấy nó sẽ có cái daemon set, tức là một cái phần để mà quản lý cái này, nên mình sẽ để ignore cái đó ra. Nếu mà không ignore thì sẽ không có train được. Rồi bây giờ mình sẽ train cái này. Rồi bạn sẽ thấy là những cái tầng nó ghi là những cái port này evicted, còn những cái node cordon tức là giống như là out of service vậy đó. Rồi bắt đầu cái port evicted ra thì cái port nó sẽ rơi vào trạng thái giống như trang nãy, tức là pending, không có tìm được node. Cho nên là những cái port này nó sẽ hình như là mình đang để hai bên là đều là node hết rồi. Những cái port này nó sẽ rơi vào trạng thái là pending, không có tìm được node, cho nên là nó sẽ được schedule lại bởi Carpenter. Rồi thì sẽ mất một lúc để mà nó train những cái node cũ, và nó sẽ lắp những cái node mới lên cho mình. Và mình muốn thấy ở đây á, mình muốn thấy cái thành quả về việc thay đổi của mình á, là những cái node mới nó phải thuộc cái tag, cái instance tag của cái provisioner mới. Đây là m file large, và mình thấy là ok, lên cái node mới là instance tag là m file large ở đây. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục á, một cái tình huống nữa, đó là resolve fragmentation. Tức là chẳng hạn như mình có nhiều cái nốt nhỏ quá, mình không muốn sử dụng, mình muốn vào cái nốt mới, một cái instant tab loại lớn hơn để nó cover chi phí cho mình. Rồi thì ở đây mình sẽ thử scale cái sample tool lên replica là 5 replica luôn. Hiện tại á, cái M file large này nó chỉ có 2 CPU thôi, cho nên là khi mà mình thấy ở đây là mình có 3 cái replica, thì một cái node nó sẽ chiếm tới 1.53. Tức là ngoài ngoài cái port của mình thì có một số cái port để nó quản lý nó ha, cho nên nó mới từ 1.4 đến 1.53 này. Và trong cái node thứ hai của tab mFileLarge thì nó cũng bị như vậy luôn. Nó cũng từ 700 lên 820 luôn. Nhưng mà tức là mình nói ở đây, tức là ba cái replica thì nó phải chia ra hai port. À, chia ra hai node, một node hai port, một node một port. Rồi bây giờ mình muốn scale lên 5 cái. Mình scale cái deployment sample 2 lên 5 cái, thì bạn sẽ thấy là cái bên cái port này nó sẽ tạo thêm ba cái port mới. À, mình sẽ tạo ra hai cái port mới, từ 3 lên 5 thì sẽ tạo ra hai cái port mới. Thì một cái port thì ok rồi, nó băng vô cái node cũ, còn một cái port nữa thì nó phải đợi một cái node mới lên. Đây, nó phải đợi cái node mới lên. Lý do là tại vì hai cái nốt này nó sẽ không đủ để cho 5 cái replica. Rồi thì khi đó thì mình sẽ có 3 cái nốt do provisional one tạo ra. 3 cái nốt này đều cùng một loại là m file large. Mà 3 cái nốt này nó sẽ tổng cộng là nó gồm có 700 mili CPU một cái port, và 5 port thì sẽ là tầm 3.5 3.6 mili CPU. Vậy thì mình nghĩ tới là ủa, tại sao mình phải chia ra nhỏ như vậy mà mình không sử dụng một cái tab nó lớn hơn? Chẳng hạn như có những cái tab ở trên Amazon mà nó có 4 4 CPU, tức là nó hơn lớn hơn cái mức mà mình cần, đó là khoảng 3.6 3.7 CPU rồi. Vậy tại sao mình không dùng lại đó? Cho nên là ở đây mình sẽ demo cái chuyện là defragmentation. Fragmentation, mình sẽ muốn defragmentate cái vụ này. Thì bắt đầu mình sẽ vào cái provisioner mới, cũng là provisioner một luôn á, nhưng mà mình thay đổi nó lại là mình sử dụng là M5X large, thì nó sẽ có 4 vCPU, tức là nó cao hơn cái mức cần cho 5 replica này. Rồi bây giờ mình sẽ apply cái này vào, và nó cũng giống như nãy luôn. Apply xong cái provisioner, thay đổi cái provisioner sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, cho đến khi mình train node ra. Node nó cần phải schedule thì lúc đó Carpenter nó mới hoạt động. Rồi
mình thấy là những cái post bị đá ra khỏi cái nốt cũ rồi và nó rơi vào trạng thái là không có nốt nào hết. Đây là năm cái, đúng năm cái replica mình tạo luôn. Rồi, nó sẽ được assign cái nốt mới liền luôn. Rồi. Ở đây mình sẽ thấy là sẽ có một một cái nốt mới duy nhất thôi. Một cái nốt mới duy nhất mà nó thuộc dạng là M5 XLR. Tổng CPU request của nó là 3.5, tức là 80% nhỏ hơn cái mức 4 CPU mà nó có. Rồi, khi mình đợi nó lên là mình sẽ show được mấy bạn thấy đó là mình sử dụng cái tab VM lớn hơn để mình gộp chung những cái thằng này lại. Nó sẽ mất thời gian chút xíu ha, có những cái loại nó sẽ nhanh hơn, nhưng sợ nó sẽ chậm hơn. Rồi, tiếp theo á là mình sẽ show cho bạn thấy là cái commenter này nó terminate cái nốt như thế nào. Rồi, cái cách terminate đầu tiên á là khi mà mình dùng cái kubectl để mình delete cái nốt, hoặc là mình vô cái UI giống nãy mình delete cái nốt thì chuyện gì sẽ xảy ra ha. Rồi, ví dụ cái này nó xong rồi. Những cái post của mình nó cũng đang running rồi. Thì khi mà mình delete cái nốt provision bởi commenter thì nó sẽ có chuyện gì xảy ra. Rồi, thấy là rồi năm năm cái post này bị rơi ra ngoài liền. Không có nốt nào hết và bắt đầu nó sẽ assign lại cái nốt mới cho nó. Commenter sẽ làm chuyện này ngay lập tức cho mình. Rồi, một cái nốt mới và bắt đầu start cái nốt này lên, quay lại quy trình như cũ. Rồi. Để đợi một lúc nó sẽ lên ha. Rồi, tiếp theo á là cái cách nốt delete này thì thực tế mình sẽ không bao giờ dùng tới đâu. Không bao giờ mà mình đi vô cái cluster mà mình bấm vô mình delete cái nốt như vậy, hoặc là mình sử dụng cái kubectl để mình đi ra mình delete cái nốt như vậy. Chuyện đó là nó rất rất gây hại đến việc cái production environment, mình sẽ không biết được là lúc nào tự nhiên mấy cái post mình restart hết ha. Thực tế là production mình cũng sẽ không nên sử dụng những cái tool như là kubectl. Rồi, mình sẽ nói tới hai cách mà chính mà cái commenter này nó sẽ terminate cái nốt. Cái thứ nhất á là dựa vào một cái config tên là TTL seconds after empty, tức là TTL tức là time to leave after empty. Empty nghĩa là gì? Empty nghĩa là khi mà cái nốt này nó không còn một cái pod nào nữa trên đó thì nó sẽ đợi một bao nhiêu giây đó, sau đó là cái commenter nó sẽ shut down cái nốt này. Đây mình sẽ ví dụ với bạn nha. Thì hiện tại á, là cái provisioner của mình á, đang set là cái TTL second after empty nó rất là ngắn, 10 giây thôi, cho nên bạn sẽ thấy là nó tắt liền luôn. Trong production thì bạn sẽ nên setup nó dài hơn một chút. Rồi, ví dụ mình scale cái sample 1 với sample 2 xuống ha. Thì sẽ xem hai cái nốt này biến mất trong bao nhiêu lâu. Rồi. Đây, đây. Rồi. Rồi hai cái bot biến mất, đợi khoảng 10 giây thì hai cái nốt này sẽ được tắt bởi commenter. Rồi, rất là nhanh. Rồi, đó là khi mà mình sử dụng cái TTL second after empty. Rồi, cái còn lại á, nó là TTL second until expire. Tức là mình sẽ set khi mình set cái này á, tức là mình expect cái nốt của mình là sau bao nhiêu lâu đó nó sẽ bị tắt và những cái post đó nó sẽ được schedule một cái nốt mới. Cái chuyện này trong production chẳng hạn như là mình muốn á, là mình chạy những cái OS đó trong vòng 2 năm thôi, mình không muốn quá 2 năm đó. Bởi vì mình sợ là có thể những cái phần mềm trong đó, những cái phần ở trong cái nốt đó nó sẽ không có còn work well nữa. Chẳng hạn như cái OS mình muốn upgrade lên sau 2 năm, chẳng hạn như vậy. Thì mình sẽ cần lưu ý những chuyện ở đây. Thứ nhất á, là expiration batch window. Cái chuyện này á, mình giải thích ví dụ như là mấy bạn có 200 nốt đi, mấy bạn tập nó cùng một lúc, mấy bạn set là second and still expire là cho 200 nốt đó mà cùng một lúc luôn á, thì tự nhiên tới mấy bạn set 1 năm sau đi, tự nhiên 1 năm sau cái một ngày bất chợt cái 100 nốt nó đau cùng một lúc luôn, tức là nó bị tắt cùng một lúc luôn, thì vấn đề nó sẽ rất là lớn ha. Cho nên cái chuyện này là cần phải lưu ý rất là nhiều và phải setup làm sao cho đó lúc mà một một số lượng node này tắt đó, thì những cái node khác nó phải được start lên để nó cover hết cái phần work cho nó. Rồi,
Cái thứ hai á, là cái số này cũng không được ngắn quá. Bởi vì như mấy bạn thấy hồi nãy á, là khi mà start lên một cái nốt mới thì nó sẽ mất một khoảng thời gian tầm 1 phút cho việc là Amazon nó assign cái nốt mới vào cluster của mình, và cái việc tiếp theo đó là cho kubectl Kubernetes á, nó assign cái pod vào cái nốt mà được start lên. Cho nên là mình nó ít nhất nó phải lâu hơn cái khoảng thời gian đó. Và ở đây cái example của mình á, trong cái provisioner này nha, là mình setup cho nó là 120 giây, tức là khoảng 2 phút. Rồi, bây giờ mình sẽ apply cái provisioner mới này vào. Provisioner 1 ha. Nó sẽ đi chung với lại cái sample 2. Rồi mình sẽ mở lên một cái timer. Đây, mình sẽ set 2 phút. Rồi, khi mà mình bắt đầu mình set cái replica này ha. Mình muốn scale cái này lên 5 pod. Rồi, mình scale lên. Thì bạn sẽ thấy là ngay lập tức là có 5 cái và nó ở dạng là không có nốt nào phù hợp. Thì bắt đầu Camden sẽ tạo ra 5 cái và nó sẽ vào tính cái thời gian khi mà nó tạo ra cái này. Mình sẽ tạo ở đây 2 phút. Rồi thì sau 2 phút những cái này nó sẽ trở thành expire. Thì chỗ này đợi một chút ha. Bởi vì khi mà mình start lên những cái nốt mới như thế này thì mất cũng đã khoảng tầm 30 giây đến 1 phút để nó start lên rồi. Nên là khi mà mình set tầm 60 giây á thì nó sẽ chưa kịp start lên mà nó tắt mất rồi, cho nên là mình demo phải để lâu một chút. Đây thì thấy là những cái nốt đã vừa vừa là đã trạng thái running hết, là tức là vừa đúng 1 phút bên đây luôn, tức là mất khoảng 1 phút để cho 5 cái nốt này tạo lên. Và đây là những cái nốt thuộc dạng là khá phổ biến, tức là dạng mà T3, T3 small, những cái dạng này thì start lên khá là nhanh. Cái những dạng á, thì cái request nó khá là lâu cho nên nó sẽ start lâu hơn. Và trong những cái thời điểm mà high demand á, hàng như những lúc mà hoặc là những region mà nó AWS nó ít cái capacity hơn thì có thể sẽ lâu hơn nữa. Còn 4 giây, tức là khoảng 2 giây là bắt đầu nó tắt hết mấy cái nốt. Rồi. Đó, là khoảng 2 giây nó bắt đầu tắt hết mấy cái nốt xong nó start lại. Start lại cái nốt mới. Lý do này là có thể mình giúp cho mình là upgrade những cái nốt của mình lên. Rồi. Thì chỗ này mình vậy thôi ha, mình sẽ không nói đến phần này nữa. Mình sẽ tắt nó đi, để replica lại là không thôi. Rồi. Đó là kết thúc cái phần demo của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói về một số issue và cái limitation của cái monitor này. Đầu tiên á, cái phần mà mình muốn nhấn mạnh đầu tiên quan trọng nhất á, nó là hiện tại tôi này rất là mới, cho nên nó chỉ support cái cloud là Amazon thôi, AWS thôi. Và hy vọng là trong tương lai nó sẽ support những cloud khác. Cái lý do mà cái việc mà support những cloud khác nó sẽ khá là chậm á, là bởi vì nó cái tool này đòi hỏi khá là nhiều permission vào cái infrastructure của cloud phía dưới, và sẽ có những trường hợp là mismatch, tức là ví dụ AWS nó có rất là nhiều feature nhưng mà tự nhiên đưa qua những cloud khác nó không có những feature đó, thì nó sẽ mất khá là nhiều thời gian để mà những cái cloud nó cùng đồng ý với nhau về những cái feature mà cần được implement trên Carpenter. Cho nên là hiện tại là chỉ là AWS only thôi. Nếu mà việc nào xảy AWS thì ok, rất là tốt, còn có thể sử dụng tool này liền. Còn nếu mà không thì phải sử dụng cluster autoscaler thôi. Thì cái provisioner hiện tại là nó có thể set limit những cái node của nó về mặt memory và CPU thôi, còn lại thì nó không thể set được. Chẳng hạn như có những thứ như là network hoặc là disk đồ thì nó không có thể set limit được. Nó vẫn có thể
request node mới mà có capacity là GPU nha, nó chỉ có thể là nó chỉ không thể limit về mặt là bao nhiêu GPU hoặc là bao nhiêu network request thôi. Mà bởi vì cái tool này mới cho nên nó immature, immature ở những điểm á, thứ nhất là nó sẽ có rất là nhiều bug. Nếu bạn nào mà follow những cái trend, cái top issue của những cái tool này sẽ thấy là bug liên tục và bug sẽ mất thời gian lâu để giải quyết. Thứ hai là poorly documented, là cái doc của phần này rất là ngắn và đa số có những thứ á, là đa số là vẫn vẫn mình vẫn tìm được cái phần doc đó, nhưng mà có những thứ mà mấy bạn gặp như những case đặc biệt á, thì có thể là phải lên GitHub issue tra những issue ra và tìm cái workaround, hoặc là lên Stack Overflow hỏi, hoặc là cùng lắm thì vô đọc code luôn. Rồi và sẽ mình sẽ chuẩn bị để đón nhận các breaking changes in the future cho cái tool này bởi vì nó rất là mới. Rồi thì một cái điều mà mình hơi không thích ở chỗ này á, đó là cái provisioner này nó làm ra những thứ khá là random nha. Ví dụ như một cái đầu tiên á là nó sẽ chọn cái EC2 instance một cách random, nó sẽ chọn những cái tab nào mà nó available, tức là giống như nó prioritize về mặt là speed, cái node nó lên nhanh chứ nó không có thể giúp mình prioritize về việc là cost được. Và ngày trước á, mình có thử tạo một cái node mới mà request có GPU thì mình không có specify cái tab của cái instance tab, thì nó chơi luôn một cái node, một cái VM trên Amazon mà có cái capacity rất là lớn, thì nó sẽ tốn tiền hơn mặc dù nó start lên nhanh. Rồi thì cái link này là để mình show với bạn trong cái doc của nó thôi, này nó ghi trong cái doc của nó luôn là nó sẽ chọn như thế này. Rồi cái thứ hai á là như để mình đã demo á, là mình có hai provisioner, nhưng mà hai provisioner của mình á nó set nó không có overlap với nhau, nhưng mà ví dụ như mình có hai provisioner mà một pod tự nhiên nó mask cả hai cái luôn, thì đó mình sẽ không thể kiểm soát được, mình không thể set được là priority của hai cái provisioner đó. Bây giờ chọn thằng A không mask thì mới tới thằng thằng A, không không tìm thấy được instance thì mới tới thằng B, thì cái này nó chưa support cái đó. Và có một cái issue để mà request cái chuyện này, tức là set priority cho provisioner, còn hiện tại thì chưa có, tức là tự nhiên mình mà không kỹ về cái việc mà hai provisioner của mình á, thì tự nhiên nó mask cả hai thằng luôn, thì lúc đó mình sẽ không có kiểm soát được là nó sẽ tạt thằng nào. Rồi cái cuối là mình muốn nói là mình là nó cần phải có một số experiment với những cái config khác nhau trên AWS, và nếu mà sau này có support những cloud khác á, thì mình cũng phải experiment một chút để mà sẽ có những case á, là chẳng hạn như như là ở ở region của mình là ở Southeast Asia, tức là cái center của Amazon á, là nó đặt ở Singapore, thì có những cái instance tab mà nó sẽ không có available ở trong cái region của mình, mà nếu mình bỏ vô provisioner xong rồi tự nhiên cái mình start lên cái có một số bot đó nó không chạy được mà mình phải vô debug. Mà hiện tại lúc nãy mình demo á, là nó có rất là ít, mình chỉ demo một cái case rất là cơ bản thôi, nếu mà thực tế thì có nhiều cái bot hơn á, nên bạn vô đọc cái log của cái commenter để mà debug ra lý do tại sao, nó sẽ ghi rõ trong trong cái log, nhưng mà nếu mà có nhiều hơn thì log sẽ rất là khó đọc. Ví dụ mình có những case là nó sẽ báo là cái instance này nó không có available trong cái region của bạn, hoặc là cái CPU credit, vCPU credit ở trên Amazon của bạn chưa đủ để start cái instance này. Thì cái này là một khái niệm về mặt AWS ha, tức là mình AWS mình phải sử dụng nhiều bao nhiêu á, mình mới được request những cái instance lớn hơn, để nó tránh việc là những người mà vô start một cái instance bự quá luôn xong rồi trốn không trả tiền cho nó, thì nó phải có chuyện là giống như là credit của mặt CPU vậy đó. Bạn xài càng nhiều thì bạn có sẽ có quyền để request những cái VM có nhiều CPU hơn. Hiện tại đó là mình mới tạo cái tài khoản Amazon trên đây để demo cái này, cho nên là cái tài khoản này mình còn chưa có quyền tạo những cái VM mà chạy được GPU nữa. Rồi và một thứ nữa là mình phải, nếu mà mình sử dụng spot instance đó, tức là những cái VM mà thuộc dạng là thừa ra, thì mình phải chắc chắn được là nó có available hay không, và nếu mà available thì how long, bao lâu để nó start lên một cái node mới. Rồi chuyện instance available thì mình đã nói rồi ha. Rồi mình hy vọng là cái tool này trong tương lai nó sẽ support những cái tool, những cái cloud platform khác, và đặc biệt đó, là nó sẽ support
nó sẽ có những cái implementation cho những cái tool local chẳng hạn như là MediQ, Kai hay là MicroKS để mấy bạn có thể thử nó, chứ còn hiện giờ là chỉ có trên AWS thôi, mà thử nó mà mấy bạn không rõ trên đó thì có thể sẽ trả tiền mấy bạn rất là nhiều. Rồi ha, rồi phần của chia sẻ của mình về Comenter đây là hết rồi, bây giờ sẽ có phần Q&A để cho mấy bạn đặt câu hỏi về phần này ha. Cảm ơn chia sẻ của lúc vừa rồi ha. Thì các bạn có câu hỏi các bạn có thể giơ tay lúc mình đã thấy cánh tay của mình. Dạ, xin mời bạn ạ. Thầy mở mic lên đặt câu hỏi trực tiếp cho trước khi là mình quên mở mic đó Mạnh ơi. Mình chú ý cái phần Hello. Ok. Thank you bạn nhé. Ok, hello bạn Tizu Nguyễn nhé. Ok, thì mình cũng Hello. mình ra hơi mượn một chút nhưng mà mình nghe được một số phần bên đằng sau ấy. Trước đây thì mình cũng dùng Cluster Autoscaler khá là nhiều ấy. Thì Capacitor này mình thấy nó cũng giới thiệu ở cái đợt mà reInvent Amazon đợt vừa rồi đúng không? Đợt gần nhất là rồi. Đúng rồi, nó khá là Thì mới đấy. đúng rồi, thì mình cũng đọc qua một số cái document, mình chỉ hơi quan ngại một chút cái phần mà bạn đề cập đấy, cái issue phần giữa. Anh mở lại cái slide đúng rồi, có phần provision many random decision đấy. Ở đây thì mình nhớ hơi công nghệ chút, đó là bình thường mình dùng cluster to scaler thì nó có cho mình chọn các cái kiểu local group ấy, thì mình có thể provision theo các cái group riêng. Mình mặc dù mình biết là capacitor thì nó cái mindset của nó dựa trên cái việc mà tài nguyên của machine nào nó pick các machine phù hợp, nhưng mà đâu đó thì mình rất mong muốn là có các cái group khác nhau ấy, có các cái wrap chính là các cái provisioner khác nhau ấy. Trong các provisioner đấy thì nó có các cái set các cái xông số config để chỉ định trong một cái cụm instance mà mình xác định trước ấy, chẳng hạn ví dụ thế đấy, để mình không thể, chứ nếu mà dùng một provisioner thì như vậy nó rất là rủi ro. Ví dụ bài toán mình gần như mình không biết là bên các anh chị em ở đây là phía của bạn thế nào, nhưng mà gần như phía của công ty mình chẳng hạn, là các khách hàng của mình chẳng hạn, thì cái business của họ gần như chắc chắn là có một số business bắt buộc phải pick những cái instant time mà nó thuộc về cái cấu hình của CPU rất là mạnh chẳng hạn, hay là có một số cái thì cần cái gì nhỉ, general purpose chẳng hạn, thì như vậy là mình cũng phải có những cái group đấy. Thì không biết là phía của bạn triển khai thế, bạn có triển khai theo cái hướng mà multi provisioner không, hay là nó triển khai nó có gặp issue gì không? Thì đa số cái người mà sử dụng cái Capenter này á, là họ sẽ sử dụng multi provisioner chứ, bởi vì nếu mà một provisioner thì nó rất là khó để mà kiểm soát hết tất cả những cái node trong một cái cluster được. Còn về mặt mà bạn nói á, là bạn 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 quan ngại thì đúng lắm, mình xài cái này mình cũng cảm thấy rất là quan ngại, đó là khi mà cluster autoscaler thì đúng là nó limit hơn thiệt, nhưng mà nó giúp cho mình chắc chắn được là ok lúc đó là mình sẽ tạo của instance đó. Còn cái này á, thì nó sẽ có những cái chuyện random như vậy. Thì cái cách mà mình giải quyết là giống như nãy mình trong cái demo của mình á, là ví dụ như cái pod này, cái workflow này mình muốn sử dụng chính xác là cái loại CPU đó, thì mình sẽ specify nó match với cái mà bên của cái provisioner, và thậm chí ở đây mình không đưa ra thôi, chứ nếu mà bạn vẫn có thể match luôn là cái dạng mà instant tab, bạn bỏ luôn cái key này vào cái sample này nó vẫn chạy được, và nó sẽ chắc chắn luôn cho mình là ok, là chắc chắn 100% là sẽ cái instance đó, nếu mà không instance đó không available thì cái pod này nó sẽ không start được luôn, nó không có schedule lên được luôn. Thì cái đó nó cũng gọi là giống như Capenter là cover luôn cái feature của cluster autoscaler. Ok, mình cảm ơn bạn nhé. Ok, tại vì theo mình biết thì thằng này nó dùng API của EC2 để nó tạo luôn chứ không cần dùng qua Đúng rồi. CA đúng không? Đúng rồi. Nó thân nó thông minh hơn, và nó cùng nhà với lại Amazon, cho nên là nó có hết những cái API trong, cho nên là cũng hơi quan ngại về việc là nó có apply được cho những cái cloud khác hay không. Ok, rồi mình cảm ơn bạn nhé. Ok, thank you bạn. Ok. Dạ, cảm ơn phần câu hỏi của bạn cũng là dạ. Dạ, xin mời các bạn tiếp theo các câu hỏi thì mình có thể nhấn vào cái icon về trên phía dưới màn hình của Zoom ha, xong sau đó mình sẽ chọn vào phần raise hand để giơ tay và đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Hoặc nếu như các bạn ngại thì mình có thể đặt câu hỏi trong khung chat ha. Xin mời bạn Nguyên ạ.
Cảm ơn vì cái demo của bạn khá là hay. Thì cũng nghĩ là ngày mình cũng xài auto-scaler rồi, nhưng bên GPT, bên Google Cloud ấy, thì cảm giác là bên này nó giúp, nói chung là những cái nốt group thì nó giúp mình kiểu là mình có thể quản lý được instant, với lại mình cũng tách biệt được GPU ra riêng á. Thì cái này kiểu nhiều project cũng làm được, nhưng mà bây giờ mình đang thắc mắc một chỗ là trong cái demo của bạn thì cái phần scale down á, mình có một cái thắc mắc là scale down nó chỉ xóa instance khi mà không có node, ấy quên nhầm, không có bot. Thì cái này nó có một chút nào đó kiểu là khá lo lắng cho mình, là ví dụ như mình đang xài một hệ thống auto, một hệ thống micro service, thì một lúc nào đó có thể là có rất nhiều service nó được scale lớn lên từ 1 lên 20 pod chẳng hạn. Thì có nghe khi mà nó scale lớn như vậy thì có nghe nó sẽ tạo một loạt các node khá là nhiều, khoảng 7 8 node gì đấy. Và mỗi node nó sẽ chứa khoảng 20 cái pod. Nhưng mà sau cái đợt đó thì nó sẽ giảm xuống, mỗi node nó chỉ còn chứa một pod thôi. Lúc đó nó không tắt được cái node đó thì có phải phải là quá quá phí capacity không? Nói chung là nó có một cái cơ chế nào để em biết những cái giống như để dồn những cái pod mà nói chung là sẽ được ưu tiên những cái bot nào đấy, giống như bên auto scaler thì Ủa, nhưng mình có hỏi những cái là nốt rất là auto-scaler thì bạn bạn có giải quyết được cái vấn đề đó không? Ví dụ có auto-scaler bạn auto scaler thì nó dựa vào cái nó không dựa vào cái API của EC2 để tạo ra, mà nó dựa vào cái auto scaler value á, cái nhầm không phải auto scaler, cái scaling group á. Thì cái scaling group đó nó nhận biết được là cái request đến những cái capacity trống á, thì lúc đó bắt đầu nó sẽ dẫn request về một hướng, và nó nói chung là nó sẽ tự xách đạn, nó sẽ tự tìm nồi những cái cùng cùng tay nhưng mà đang trống. Thì cái đó là một chức năng của toàn bộ những cái cloud luôn. Thì có nghĩa là cùng một node group, có nghĩa là nó sẽ tạo cùng một scaling group, nói chung tùy tùy tên bên GCP là scaling, bên GCP là scale set, nhưng mà nói chung là nó là một cái resource của bên cloud. Thì nó sẽ nhận biết được là nếu mà còn thừa capacity ấy, thì nó sẽ tự động tắt luôn. Thì mà khi mà tự động tắt ấy, đồng nghĩa việc là cái node bot trong đó mất rồi, thì nó sẽ tự động được cái Kubernetes để đẩy qua một cái bot khác. Đẩy một cái nốt Thì khác chứ đúng không? đúng đúng đẩy một cái node khác, thì cái chức năng mà tự động tắt cái node đó, nó sẽ tự tắt khi mà trong cái node group đó nó ít dung lượng. Nó tính toán được là có những cái node trong cái group đó không được xài hết 100%, và nó sẽ tắt đi. Và khi nó tắt thì cái bot nó tự động đẩy qua những cái node đang rảnh hơn. Thì hiện tại trong cái scale down này mình chưa thấy cái chức năng là có thể làm được như vậy. Nó chỉ tắt khi mà không có bot, thì rõ ràng là việc là xài chỉ 5% thì vẫn gọi là còn bot thì nó không tắt được cũng khá là nguy hiểm. Bạn có giống như là có kinh nghiệm gì hay là có cái nhận xét về vấn đề này không? Kiểu đây là một lo Ok. lắng của mình thôi. Ok, hiểu, mình hiểu với bạn rồi. Thì cái đầu tiên á là cái này nó sẽ khác với lại cách về mặt từ ban đầu á, là bên Cluster Scaler thì nó sẽ tạo lên cái node, nó có một cái capacity nó sẽ cố định sẵn cho một cái node group đó. Còn ở bên đây á thì là khi mà mình tạo cái node mới á là nó sẽ kiếm cái instance mà mình set trong cái provisioner đó, nó đủ để nó cover cho cái pod đó. Thì là từ đầu là nó đã không có, đó là cố gắng, nó gọi là cố gắng chứ chưa có hoàn toàn, là cố gắng để không có thừa capacity rồi. Nhưng mà sẽ có những trường hợp như bạn nói là mình scale lên một hồi cái xong mình giảm xuống một cái thì chuyện đó sẽ như thế nào. Thì ở đây á đúng là trong này là nó chưa có một cái feature trực tiếp làm chuyện đó, nhưng mà giống như nãy mình đã demo cái phần mà defragmentation, tức là gộp những cái mà nhỏ hoặc là thừa cái capacity lại. Thì cái đó là mình đang làm một cách manual, tức là mình vô đây mình apply manifest để mà làm chuyện đó. Nhưng mà bạn có thể set một trong một cái provisioner set cái mà TTS second until expire. Thì khi mà quá cái thời gian này thì ví dụ bạn set như là 7 ngày và 7 ngày đi, set 7 ngày thì 7 ngày sau nó sẽ shutdown một loạt những cái node đó và nó sẽ schedule lại. Bây giờ mình chọn là tối chủ nhật đi thì sẽ tới giờ đó nó sẽ xuất đáo những cái nốt cũ, nó schedule lại mà nó sẽ sao sao cho mình hợp lý nhất. Không biết câu trả lời mình ok chưa? Cảm ơn bạn, nhưng mà kiểu không mong muốn lắm. Mình muốn giống như là cái revision này nè, nó revision được bao nhiêu bot node á, nó phải lưu lại, có nghĩa là hiện tại tao đang revision bao nhiêu CPU, bao nhiêu RAM rồi. Rồi xong rồi nó cũng phải nhận biết được là cái bot nào đang sử dụng revision của nó.
nó tính tổng mà nó compare, sau đó nó cứ 1 2 tiếng vậy nó tính toán lại, nó tạo thành Tức là post làm liền kiểu đó hơn chứ không phải là để nó lâu rồi đúng không? phải dynamic bằng cách là tính tổng cái lượng nó đã provision cộng với lại cái lượng đang sử dụng để nó cân bằng, thay vì là mình phải làm video thế này. Thì cái này Rồi. chắc là mong tương lai sẽ có thôi. Ok. Ok. Sorry bạn đi đu, anh ở đây em thấy anh Nguyễn Trường vừa hỏi cái câu hỏi đấy, thì thực ra em thấy là cái phần cluster scaler mà em cũng dùng khá nhiều, em thấy có vẻ như nó cũng đang chưa giải quyết được cái issue này. Em nhớ không nhầm thì cái đội development ở bên một công ty của đối tác bên em, họ đang phải viết một cái open source, viết một cái software để họ provision đấy, nó nhanh như bảo đúng không? Ví dụ là đang còn mỗi cái bot chạy trên đấy thôi, thì rất là lăng phí tài nguyên, nó phải schedule để đẩy cái bot đấy sang cái nốt khác. Nhưng mà cái là này gì cái này cái cluster to scaler nó sẽ phát hiện ra nốt đấy trống, bắt đầu nó thì em thấy nó, em đang sử dụng bên em cũng chưa giải quyết được cái đấy luôn á, không, cái cái bản đây thân của thì CA. cái này là không phải giải quyết bằng bằng Kubernetes, nó giải quyết bằng cái bên scaling của bên cloud ấy. Thì Ok, nếu mà chắc là làm AWS cloud. á, À, vâng, tùy vào em hiểu, cloud. em hiểu, bởi vì cái này liên quan đến phần là cluster, upscale. Nó không, bởi vì cái khái niệm scale của Kubernetes nó khác với là scale cluster đúng không? Em cũng đang dùng cluster to scaler. Cái này liên quan đến scale, em cũng đang dùng scale trong Thật Amazon luôn ra đấy. là cluster autoscaler là liên quan đến Kubernetes, còn cái scaling ở bên AWS là bên scaling bên đó nó sẽ đo metric, có nghĩa là metric dưới 60% là nó sẽ auto terminal cái À, node đó. Ừ, ok, nghĩa em là hiểu ý khi anh rồi. Vâng. và khi cái node nó terminal thì tự động AKS nó sẽ nhận được một cái event, là giống như Vâng. bị codon á, thì nó sẽ tự động nó đẩy tất cả các Vâng nó sẽ tự vâng, động nó quay cái đó ra. Thì là đó là chức ok. năng của bên scaling, không phải chức Vâng. năng của bên Thế autoscaler thôi. thì ok, em hiểu ý anh, thế là anh sẽ phải provision cái phần gì nhỉ? Một cloud để đến liên quan provision đúng không ạ? Còn cái phần Đúng. bên trong kia thì nó dùng có một số cái trick như là dùng Amazon Load Terminate Handle chẳng hạn. Thì nó phát hiện cái tín hiệu của cái load mà anh bảo là nó bị sắp chết, xong nó sẽ dành remove đi chẳng hạn, rồi để nó đẩy cái code sang bên khác đúng không? Dạ, ok em. Cái đó Dạ. cũng có làm rồi. Thì hình như là AWS nó hiện tại đang default cái đấy. Default support thì Vâng. chưa. Ok, còn tại vì bọn em dùng Terraform như thế thì căn bản là dựng quan như kiểu cái cụm cluster thế thì nó mình không không biết cách để cắt tầm cái thông số của ASG. Ok anh, thank you anh, thank you bạn Tidu luôn. Vâng, Ok. cảm ơn mọi người ạ. Wow, Hay muốn trả luôn, lời. chị thấy có 2 câu hỏi ở trên khung chat này. Dạ đây rồi, À, em câu thấy rồi. Thì câu hỏi đầu tiên của bạn Nguyễn Thanh Tùng ha, là mình có tool nào tương tự để dùng cho Private Cloud không? Thì hiện tại là mấy cái cluster scaler này á, cái Private Cloud thì mình bên cái Private Cloud của mình á, mình phải viết cái giống như cái adapter cho những cái tool này. Thì ở bên mình không biết rõ là cái cluster scaler thế nào, nó open source thì chắc là cũng có thể viết cái adapter cho nó luôn. Còn bên Carpenter này á, là hiện tại đã có cái API để mà cái private cloud implement cái phần này rồi, nhưng mà cái doc của nó thì hình như là chưa có và đang là cần người phần đó, và nếu mà thật sự muốn implement nó cho private cloud thì sẽ phải tham gia vào development bên đây và đọc code để mà implement cho cái private cloud của mình. Rồi và câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Tùng thì bạn có thể nhắn vô là mình trả lời đã ok chứ, bạn có còn thắc mắc gì không? Rồi ok ha. Rồi mình sẽ có câu hỏi của bạn Hoàng Minh Thanh. Thì câu hỏi đầu tiên là mình có thể kết hợp Carpenter với CloudWatch hay hệ thống vượt CPU Matrix không ạ? Tức là mình không có sử dụng CloudWatch cho nên mình không rõ. Chứ còn về mặt Carpenter này á, thì là nó manage cái chuyện mà autoscale ở trên cái Kubernetes cluster. Thì nếu mà bạn sử dụng CloudWatch mà có thể implement nó được dưới dạng là những cái pod ở trên Kubernetes thì Carpenter này hoàn toàn có thể work được với những chuyện đó. Và Kubernetes và phải trên AWS nữa nha, hiện tại là vậy. Thì scale về mặt mà khi hệ thống vượt CPU matrix, chỗ này mình không hiểu ý của bạn là sao ha. Bạn có thể giải thích rõ hơn về cái câu hỏi số 1 này ha. Rồi cái câu số 2 á, là cái này có phù hợp để scale cho server game không?
Thì câu này mình cũng xin trả lời là giống như cái đầu, là nếu mà server game của bạn, cái phần đặc biệt về cái community á, tức là nó có những tool support cho nó, nhưng mà nó cũng đòi hỏi cái phần của người developer phải develop cái app nó phù hợp cho community, tức là phải phân cái app ra thành thành những cái container và package nó lại và deploy được trên community, thì thường là nó phù hợp với những thứ giống như là microservice. Còn server game thì mình thấy đa số cái là nó sẽ host kiểu dạng một cái service cứng, và nó khá là kiểu mono service hơn. Rồi cái câu hỏi thứ ba là cái capital này tốt hơn cái gì so với cái auto scaling của AWS. Thì cái auto scaling của AWS á, cái đầu tiên á mà mình đã nói trong slide rồi á, tức là cái auto scaling của AWS đó, thì mình phải set cho nó một cái dạng là launch template, hoặc là theo kiểu cluster scaler thì mình phải set up cho nó cái kiểu node group. Thì khi mà mình start lên node mới á, thì nó sẽ theo cái template mà mình đã đề ra, cho nên là mình không flexible trong chuyện là chẳng hạn như mình cái node group mới mình chọn là cái type là ví dụ T3 medium đi, có 2 vị CPU thôi, nhưng mà hiện giờ mình muốn deploy lên một một cái pod mới mà nó cần nhiều CPU hơn, hoặc chẳng hạn tự nhiên một ngày nó cần cái GPU đi, cái mình phải đi ra mình tạo thêm một cái node group mới ở bên cái Amazon console nha, mình phải vô Amazon hoặc là mình sẽ dùng CLI để mình tạo thêm một cái group mới, thì mình đâu thể biết được lúc nào là mình cần phải có những cái đó đâu, cho nên là nó sẽ hơi phiền khi mà mình phải làm việc cả hai bên, mình tạo xong mình phải vô trong cluster mình map vào, thì cái đó là nó sẽ phiền chỗ đó. Và hiện tại thì cái feature của thằng Camper này nó còn so, nếu mà so với cluster scaler thì nó còn chưa có apply rộng bằng, nhưng mà nó đang cố gắng để nó trở lên nó smart smarter than before, tức là khôn hơn những cái thằng cũ, và nó hướng tới cái việc là nó integrate cận kẽ hơn với cái thằng mà với những cái thằng cloud service, tức là ngay cái diagram mình nói chỗ chuyện này nè, là nó hướng tới là cái dấu chấm hỏi này là nó được giải quyết, và hai bên này có thể tới gần gần thì là gần luôn, chứ không phải là hai bên mà bạn phải config ở bên cloud mượn cái node group xong rồi chạy qua cái Kubernetes này, cái config bên Kubernetes để map hai bên vào. Thì cái câu không biết mình trả lời câu hỏi thứ ba là bạn Minh Thanh có ok chưa? À, ok, mình cảm ơn bạn ha. Rồi, bạn của bạn em Lê, Star Scaler Node Group sử dụng Spot Instance dạng on demand. Câu hỏi này thì nó không không liên quan tới commenter lắm, nhưng mà mình câu này á thì mình trả lời luôn là mình trả lời là cái này bạn phải xem log nó thử ha, chứ còn cái spot instance á thì mình thấy là về vấn đề DAO là nó cũng không tới mức là đang chạy mà nó bị tắt đâu. Mình chỉ thấy trong hợp là mình sử dụng commenter này mà khi mà tạo node mới á thì cái spot khi mà mình sử dụng cái spot instance đó, thì nó báo lại luôn trong commenter cho mình, trong cái log của commenter đó, là nó không có tìm được cái instance type đó, cái issue thuộc instance type đó mà cho spot instance. Thì hình như mình còn cái số cái screenshot trong đây mà chữ nó nhỏ quá nên thôi mình chỉ nói là mình chỉ thấy là nó không kiếm được cái mới thôi, tức là nó không còn spot instance, chứ mình không có thấy cái chuyện là nó đang bị mà nó down. Còn cái issue mà tự nhiên nó down về zero thì chắc bạn phải điều tra kỹ hơn, chứ bạn phải investigate cái vấn đề này kỹ hơn, chứ mình cũng không có khẳng định rõ được là về gì ạ. Cho nên là mình trả lời vậy, bạn có thấy ok chưa? Mình đang nghe phản hồi của bạn em nhé. À rồi. Ok, mình cảm ơn bạn. Nếu như không có hỏi mặt khác thì cũng theo thời lượng chương trình đó nhé. Cho nên ngày mai mình sẽ quay lại với chương trình Technical Event, và để có thể thảo luận sâu hơn về vấn cái chủ đề ngày hôm nay thì mọi người có thể tham gia vào group Telegram của Gamberu. Để mình có thể thảo luận sâu hơn và có thể theo dõi các buổi show demo cũng như các cô event số tiếp theo cho mọi người.
Ngoài ra thì Tiêu có muốn nhắn nhủ gì với mọi người sau buổi sắp trình ngày hôm nay không? Em cảm ơn mọi người đã tham gia buổi này và lắng nghe cái phần chia sẻ của em. Thì em cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người nhiều sức khỏe. Rồi, em cảm ơn. Nhắn nhủ vậy thôi. Cảm ơn rất nhiều Tiêu đã dành thời gian để làm cái buổi workshop trường ngôn ngày hôm nay để cho mọi người hiểu hơn về cái chủ đề này. Rất là cảm ơn mọi người đã tham gia và chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần thật vui ạ. Và hẹn gặp lại và technical event vào sáng ngày mai ạ, vào lúc 9 giờ. Cảm ơn cả nhà mình. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại ạ.